Chào mừng tất cả quý vị đang dõi theo video. Ở video này, KTV sẽ chia sẻ cùng quý vị cách để đăng ký và KYC tài khoản sàn MXC. Quý vị ai chưa có tài khoản, quý vị hãy đăng ký theo đường link hoặc lấy mã mà KTV để bên dưới video này. Thì đây là cái giao diện sàn MXC. Quý vị có thể chuyển sang tiếng Việt từ cái biểu tượng phía bên trên góc tay phải màn hình này, chọn tiếng Việt. Rồi, quý vị chọn vào đăng ký này. Ở đây, quý vị có thể đăng ký bằng email hoặc số điện thoại di động. Rồi, ô thứ nhất, quý vị hãy nhập địa chỉ email của quý vị vào. Ô mật khẩu, quý vị hãy nhập mật khẩu. Quý vị lưu ý, mật khẩu bao gồm ký tự viết hoa viết thường, không dấu. Ô tiếp theo, quý vị hãy xác nhận lại mật khẩu. Tiếp theo, quý vị hãy mở email lên. Quý vị hãy nhấn vào nhấp để nhận này. Quý vị hãy kéo cái này để xác minh là quý vị không phải là robot. Quý vị hãy mở cái địa chỉ email mà quý vị vừa nhập ở bước bên trên để lấy mã số xác nhận. Rồi, quý vị nhập cái mã số xác nhận 6 số vào. Quý vị hãy tích vào ô tôi đã đọc và đồng ý này. Rồi, quý vị chọn đăng ký này. Rồi, tiếp theo ở bước này, quý vị hãy chọn đăng nhập bằng email. Rồi, quý vị nhập cái địa chỉ email mà quý vị vừa đăng ký ở bước trước vào. Ở bên dưới, quý vị nhập mật khẩu. Nhập xong, quý vị chọn đăng nhập này. Quý vị hãy kéo cái hình để xác minh. Rồi, quý vị nhấp vào nhận để nhận cái mã đăng nhập được gửi vào email của quý vị này. Và quý vị chờ trong giây lát. Quý vị hãy mở email lên để lấy cái mã xác minh mà họ gửi vào email của quý vị. Có thể quý vị sẽ chờ mất 1 phút đấy ạ. Rồi,
Vậy là đã đăng nhập này. Quý vị có thể chọn vào đây. Chọn Do It Now này. Ok, vậy là đã đăng nhập thành công này. Quý vị để ý phía bên trên góc phải này, có bên biểu tượng này. Quý vị chọn vào trung tâm người dùng này. Đây, thì ở đây họ sẽ yêu cầu quý vị hoàn thành một số yêu cầu nữa này. Quý vị hãy cập nhật cái số điện thoại của quý vị này. Quý vị chọn luôn này. Rồi, thì ở cái ô này quý vị để nguyên là cộng 84. Quý vị hãy đánh số điện thoại của quý vị này. Quý vị lưu ý không đánh số 0 ở phía trước. Rồi, quý vị tích vào cái lấy mã ngay này. Và lấy mã ngay ở email nữa này. Rồi, sau khi nhận được mã xác minh từ số điện thoại thì quý vị nhập vào cái ô mã xác minh SMS. Và quý vị mở email lên để lấy cái mã xác minh từ email. Rồi, nhập xong, quý vị chọn xác minh SMS này. Ok, vậy là đã liên kết thành công cái số điện thoại. Quý vị có thể gửi vào cái này đi. Ok, vậy là đã liên kết số điện thoại thành công. Cũng trong cái phần trung tâm người dùng. Rồi. Trung tâm người dùng này, quý vị tìm đến cái mục xác minh Google. Rồi, quý vị mở này. Thì quý vị hãy lấy điện thoại đã cài đặt cái Authy và quét cái mã QR này để thêm nó vào cái Authy của quý vị. Quý vị ai chưa biết cài đặt cái Authy này thì quý vị hãy tìm những video trước mà KTV đã chia sẻ. Ok, bây giờ KTV sẽ quét cái mã QR này để thêm nó vào cái Authy. Rồi, ở ô này quý vị hãy nhập cái mật khẩu tiếp theo. Quý vị hãy chọn lấy mã ngay này. Quý vị hãy chờ, sẽ có một tin nhắn hoặc là họ sẽ gọi đến cái số điện thoại mà quý vị đã đăng ký để lấy cái mã xác minh. Rồi, nếu chờ lâu quá mà quý vị chưa nhận được của họ, quý vị hãy chọn lấy mã ngay để thao tác lại.
Rồi, sau khi nhập xong, quý vị xuống ô phía dưới để nhập cái mã auth. Quý vị chọn liên kết này. Ok, vậy là đã liên kết thành công cái auth. Phần này quý vị có thể hủy bỏ đi. Rồi, ok, vậy là đã xong cái phần xác minh Google và liên kết cái số điện thoại. Cũng trong cái phần trung tâm người dùng này, quý vị để ý này, cái UID đây này, đây là cái dãy số, chính là cái dãy số ID của quý vị. Quý vị có thể ghi ra giấy nhá. Ok chưa? Rồi, bây giờ quý vị vào cái phần xác minh danh tính, quý vị chọn đệ trình này. Cái phần quốc gia, quý vị để là Việt Nam. Cái phần tên thì quý vị điền tên của quý vị vào. Ok chưa? Quý vị lưu ý, tên quý vị điền không có dấu. Rồi, tiếp theo là cái loại tài liệu thì quý vị có thể chọn là bằng lái xe này, chứng minh nhân dân hoặc là hộ chiếu. Đó. Rồi, phần bên dưới thì quý vị nhập cái số. Ví dụ ở đây KTV sẽ đề là chứng minh nhân dân. Thì KTV sẽ nhập cái số chứng minh nhân dân vào cái ô phía dưới. Rồi, tiếp theo là cái ảnh mặt trước của chứng minh nhân dân. Thì cái này quý vị phải chụp để upload lên. Rồi thì ở đây KTV đã chụp sẵn rồi. KTV sẽ upload cái ảnh mặt trước của cái chứng minh lên. Tiếp theo là cái ảnh mặt sau. Quý vị cũng bấm vào cái dấu cộng này để tải cái mặt sau của cái căn cước công dân này. Rồi, cái phần cuối cùng đây này, quý vị phải lấy một tờ giấy viết ra là cái dòng chữ là mxc.com này, tên của quý vị này, số điện thoại này, cái ID này, cái ID là cái ID một dãy số mà vừa nãy KTV đã chia sẻ cùng quý vị cách là cái UID đấy, đó chính là cái ID của quý vị. Rồi xong quý vị viết dòng tiếng Anh từ cái đoạn I understand that yeah này, đó, viết toàn bộ cái dòng này cho đến cái đoạn kết thúc là Bieser Nigenrich. Đó, nó khoảng ở trên này nó khoảng 2 dòng rưỡi, thì quý vị phải viết toàn bộ ra này. Và bên dưới quý vị đề là ngày tháng năm. Đó, sau đó quý vị hãy chụp ảnh chân dung của quý vị này, cái căn cước công dân và cái tờ khai này, quý vị chụp lên. Rồi ok, sau đó quý vị vào cái dấu cộng để tải nó lên này. Ở đây KTV đã viết sẵn rồi, KTV chỉ việc tải lên này. Rồi sau khi tải lên, quý vị chọn submit này. Quý vị chọn hủy bỏ đi. Ok, và cái phần xác minh danh tính này, quý vị chờ khoảng độ 24 giờ thì bên sàn họ sẽ kiểm tra, họ sẽ xác minh cho quý vị. Rồi, về cái phần xác minh danh tính đã xong thì quý vị cũng có thể không cần xác minh cái này, nhưng quý vị sẽ bị giới hạn và hạn chế nhiều. Nếu quý vị sử dụng về lâu dài thì quý vị cũng nên xác minh. Nếu quý vị không xác minh thì quý vị chỉ được rút số tiền trong 24 giờ là 0,7 BTC. Nếu so với Việt Nam đồng thì nó cũng là một số tiền rất là lớn rồi. Nhưng mà KTV cũng khuyên quý vị nên xác minh danh tính để sau này có những cái vấn đề gì support sàn nó
họ sẽ hỗ trợ quý vị một cách rõ ràng hơn. Rồi, ok, và KTV xin kết thúc video tại đây. Nếu như quý vị ai chưa có cái tài khoản sàn MXC thì quý vị hãy lấy cái mã đăng ký và lấy cái đường link đăng ký mà KTV để bên dưới video này.